Anh nói là cái thời tiết năm nay là rất khó làm bông luôn. Trái cửa quầy mà nó vẫn còn lủng. Nguyên nhân là bị sao mà bị vậy chị? Nguyên nhân có thể là do đi nước cho cái giai đoạn nuôi trái này nó cũng khá là khó khăn. Trang và Tân của kênh Tin Cậy xin chào quý bà con nha. Thì hôm nay Trang với lại Tân có dịp đi lên Bình Phước ghé thăm vườn của anh Việt với lại chị Thảo á. Là hôm nay là chị Thảo có việc đi đi bắn rồi, cho nên là Trang với Tân là được phép là vào vườn rồi cập nhật cái tình hình của cái cây sầu riêng á cho bà con cùng tham khảo ha. Thì cái vườn này là vườn 5 năm của anh Việt mà toàn bộ là Thái á. Thì cách đây gần hơn một tháng á, thì là Trang anh Cường đã có cập nhật cho quý bà con á là cái cây sau giai đoạn xả nhị là tầm khoảng chừng hai mấy ngày, thì tới nay á là trái của cây á thì đã được 65 ngày rồi. Anh Việt chia sẻ là đã được 65 ngày. Anh nói là cái thời tiết năm nay là rất khó làm bông luôn, rất khó làm bông làm trái. Trái tuy là đã đậu rồi nhưng mà rụng rất là nhiều, tại vì thời tiết năm nay là nó nắng nhiều hơn so với là năm ngoái á. Cùng cái thời điểm này nó nắng, cái nhiệt độ nó rất là cao, cho nên là trái tới giai đoạn này rồi là khoảng tầm hơn 1 kg á là nó vẫn rụng bình thường luôn. Đây, trái này nó vẫn rụng. Bên này nữa, trái cỡ quầy mà nó vẫn còn rụng. Nhưng mà tính ra trong vườn của anh Việt này vẫn đậu nhiều hơn cái trái của mấy bà con xung quanh đây. Đúng. Nhưng mà đợt này thấy trái vườn anh Việt nó bị méo nhiều quá chị Kha ha. Ừ. Cái này á, méo trái thì cũng có rất nhiều nguyên nhân á Tân. Theo chị tìm hiểu á, là có thể là trong cái quá trình mà cây nó thụ phấn á, thì nó không có đủ cái lượng phấn để thụ á, thì khi ra trái thì nó cũng bị héo, ấy nó cũng bị méo và nó bị lõm hộc á. Rồi đi dinh dưỡng nè, mình không có đủ dinh dưỡng thì cũng làm cho cái trái của mình bị méo luôn. Và cái thứ ba nữa là chị nghĩ là một trong những cái nguyên nhân mà quan trọng á, thì là cây đi đọt. Thì cây đi đọt á, vườn anh Việt nè, hồi nãy anh Việt cũng có chia sẻ là nó đi đọt mấy lần rồi đó. Thì cứ cách tầm khoảng 5 đến 7 ngày là anh Việt phải chặn đọt một lần, hình như là anh đã chặn 3 lần rồi. Nhưng hình như cỡ này thì anh vẫn chặn đọt chứ anh đâu có để đi đọt. Đúng rồi. Cây hiện tại thì nó vẫn đi đọt luôn á bà con ạ. Cho nên là anh Việt nói là không bổ sung dinh dưỡng á, thì là cây nó sẽ không có đủ khả năng để nuôi trái. Nhưng mà nó lại đi đọt. Tại vì sao? Tại vì cái cây của mình mà nó mà mang nhiều trái á, thì nó sẽ, khi mà mình bổ sung dinh dưỡng thì nó sẽ tập trung vào cái việc nuôi trái của cây. Còn nếu mà cây nó mang ít trái quá thì bắt buộc mình bổ sung dinh dưỡng vô thì cây nó phải nuôi đọt nữa. Bởi vậy là thành ra là cái cây nó vẫn tiếp tục ra đọt. Mà trong cái quá trình này thì nếu mà cây ra đọt thì trái cỡ này nó vẫn có khả năng rụng bình thường chứ không phải là không rụng. Vườn anh Việt này bộ lá đẹp quá ha. Vườn của anh Việt đó là sử dụng cái anh dưỡng cái bộ lá bằng cái đạm cá của mình á. Đạm cá humic. Rồi trong cái quá trình nuôi trái này á, ảnh cũng có sử dụng thêm cái đạm đậu nành nữa. Trong những tập trước á, thì chị Thảo có chia sẻ với bà con á, là ảnh có sử dụng cái đạm đậu nành, rồi cái phân ba số á, trong cái quá trình nuôi trái á bà con. Con trái của trong này đi. Cây này cũng ít trái quá ha, năm nay rụng nhiều ơi là nhiều luôn á. Hồi đợt trước lên á, em thấy nhiều lắm á. Tại bên bữa đi cây với anh Cường rồi thấy đậu hoa cũng nhiều mà năm nay. Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, với lại nắng thì nóng cao quá. Việc chia sẻ là anh để đậu tự nhiên luôn, anh không tỉa luôn. Ừ. Anh để cho rụng sinh lý đợt 1, đợt 2 luôn, là anh không tỉa, với lại để tự rụng luôn. Tại vì cái đợt này nếu mà anh nói là nếu mà mình tỉa nhiều quá thì cây sẽ mang trái rất là ít. Trên một cây như vậy, trái như vậy là anh nói là ít quá. Có nhiều vườn thì một cây là tầm khoảng 40 trái mà nó đã rụng hết 20 trái rồi. Cho nên là tỉa là không có, ảnh nói là không có tỉa nữa. À Tân, chị thấy ngay chỗ này nè, cây cuốn thường nó bị nứt.
bị nứt. Nguyên nhân là bị sao mà bị vậy chị? Nguyên nhân có thể là do nước mình tưới, mình có thể mình do tưới nước nhiều quá thì nó cũng bị nứt cuốn, nó bị nứt cuốn. Rồi dinh dưỡng không đủ thì nó cũng bị, thành ra nó cũng bị nứt cuốn luôn. Nếu mà nó bị nứt cuốn vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái trái này nhiều không? Nếu mà cái vết thương này cái chỗ này nó lành thì không ảnh hưởng trái, trái cũng lớn bình thường. Còn như là nếu mà cái cây này nó bị nặng quá thì nhiều khi ngay chỗ cái khớp này, cái dinh dưỡng nó không có đủ á. Nó bị tháo khớp, khớp đúng rồi. Nó tháo khớp nó rụng luôn. Tháo khớp ngay chỗ đó. Tính ra cũng bị nhiều trái bị vậy lắm nè. Em thấy nhiều nhưng mà nó cũng lành rồi. Cái đó cũng là một vài nguyên nhân mà cái nó rụng. Đúng rồi. Chia sẻ theo Trang biết là cái việc mà đi nước cho cái giai đoạn nuôi trái này nó cũng khá là khó khăn. Tại vì mình tưới nước nhiều quá thì cây dư nước thì nó bị nứt cuốn. Mình phải điều chỉnh lại cái lượng nước tưới để cho cái cây nó đủ nước để nó vừa nuôi trái mà vừa nuôi cây, nuôi toàn bộ lá luôn. Mà nó không có bị làm ảnh hưởng đến cái cuốn. Nhiều khi mình cắt mình thu thì mình cắt ngay này nó cũng làm mất cái thẩm mỹ của cái trái. Một gốc như vậy á thì ảnh sẽ tưới trung bình là tầm 150 đến 200 lít nước. Ảnh có cái bếp nào mà con thì ảnh cứ quay mở trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Cái bếp này nó sẽ xả ra là cho một gốc là từ 150 đến 200 lít nước. Đó, thì trong cái giai đoạn nuôi trái này á, là cách ngày ảnh cứ tưới 1 lần như vậy để cây nó để cái gốc này nó luôn ẩm á, nó không có bị khô. Nếu mà nó bị khô quá thì cây nó bị sốc nước sốc nhiệt thì thành ra nó cũng bị rụng trái. Mà trái đến thời điểm này thì mình hạn chế rụng, cho nó rụng, tại vì rụng rất là tiếc. Trái này tầm khoảng hơn mấy trái này thì cũng hơn 1 kg rồi. Mấy tay trái này được khoảng bao lâu nữa thì có thu? Thái này 65 ngày thì tầm khoảng chừng 2 tháng nữa là ảnh là sẽ thu. Thì tầm mà Thái thì tầm khoảng 120 đến 130 ngày là thu rồi. Cái này là mình nên đi lặt hay là mình nên lặt gì? Lặt đi chứ em, chứ mấy bông này nó đâu có, mình đâu có để cho nó ra trái thêm một lứa nữa đâu. Cái anh chị anh đang phun thuốc gì kìa, mình tới mình hỏi anh thử coi. Anh Việt, mình phun thuốc gì vậy anh Việt? Phun cam chi bo với cả mang con rét. Dạ, ủa cứ bao lâu thì anh phun một lần anh Việt hả? Mang con rét này vào phun rồi còn bo là cứ tuần. Dạ. Bo thì một tuần 10 ngày phun một lần. Cái rét này mình sửa phun ngừa nấm trái nó là đúng rồi. Ở đây thì anh Việt đang phun cái canxi bo với lại cái mancozeb. Canxi bo thì anh Việt cách khoảng tuần anh Việt phun lần để cho nó bổ sung cái làm chắc cuốn á, chắc cuốn, nó không có bị tháo khớp cây. Còn cái mancozeb thì anh phun để phòng ngừa nấm ở trên cây, phòng ngừa nấm bệnh ở trên trái á. Cái canxi bo với lại cái mancozeb á thì hồi nãy em thấy cái anh kia ảnh đang đi phun á là anh phun hết toàn cái cây luôn á, phun trên thân được. Tại vì cái mancozeb nó cũng phòng ngừa nấm bệnh ở trên cây mà nó có thể phun trực tiếp lên thân cành luôn cũng được. Nhưng mà mình mới chú trọng là mình phun vào trái hơn đúng không vậy? Đúng rồi em, tại vì cái giai đoạn này là đang cây đang mang trái mà, để cho cái trái nó có chất lượng hơn rồi cái mẫu mã nó đẹp hơn, thành thương phẩm nó ok hơn. Thì mình cái thứ là mình phun trên trái thì nó sẽ phòng ngừa được tốt hơn. Viền lá của anh chăm tốt quá chừng luôn nhưng mà nó anh chặn đọt 2-3 lần rồi đó, cây nó vẫn đi đọt luôn. Em thấy trong cái vườn Thái lúc nào cây Thái nó cũng mọc tốt hơn cây đi xấu, bộ tàn lúc nào cũng mọc xanh mướt hơn. Nhưng mà thành thử ra như vậy thì cây Thái nó sẽ khó làm bông làm trái hơn cây đi xấu luôn chị. Theo chị đi vườn nhiều mấy chú chia sẻ là thường là dưới miền Tây họ thích trồng ri hơn là trồng Thái, tại vì trồng ri thì nó dễ ra bông hơn, kiểu như là bông nó dễ hơn là so với Thái á, tại vì Thái nó phát triển bộ tàn rồi tập trung phát triển bộ tàn hơn, cho nên là
cái việc làm bông của Thái thì nó khó hơn một xíu. Ở vườn của anh Việt này em thấy là cây của anh Việt nó ít bị xì mũ hơn, hình như là không thấy luôn á cái cây này so với mấy vườn ở khu khác á. Anh cũng nói là ảnh nói chung là phun phòng định kỳ, cây là ảnh nói là toàn là xài thuốc rất dữ luôn mà, cho nên là vì vậy mà có thể là cây của ảnh không có bị sâu bệnh nhiều, tại vì cái đó mình phòng là nó tốt hơn. Khi mà cái cây đó, nó mình phòng nó vẫn tốt hơn so với là kể cây nó bị bệnh rồi thì mình mới dùng thuốc đặc trị. Và cuối cùng thì bà con và Tân Trang đã cùng tham quan vườn sầu riêng của chị Thảo với anh Việt. Là giai đoạn trái này thì tầm khoảng 1 tiếng hơn là 65 ngày. Thì nếu như mà có dịp quay lại vườn của anh Việt chị Thảo vào giai đoạn thu hoạch đấy, thì Trang và Tân sẽ tiếp tục cập nhật cho bà con cùng theo dõi nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi cái video. Nếu cảm thấy hữu ích thì bà con có thể ủng hộ cho kênh một lượt like và một lượt đăng ký. Xin hẹn gặp lại bà con ở những số tiếp theo. Rồi, xin chào tạm biệt bà con.